Hello, ngày mới tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay em Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương lên video bán hàng ở YouTuber. Xin mến chào tất cả mọi người. Và đến với hàng nội địa âm thanh của video ngày hôm nay, thì cho em Học gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người ngày lễ của 30/4 và 1 năm vui vẻ, bình an và hạnh phúc, và an lành, mạnh khỏe. Thì đến với video bán hàng ngày hôm nay, thì các bác mua hàng ủng hộ em thì liên hệ với em cái số điện thoại 0348 020 931, và cái số 30345 848 234 em mới cập nhật, và hai số đều có Zalo. Và những sản phẩm của em đều được đăng lên Zalo và đồng thời là các kênh khác của em, thì các bác cứ vào Zalo em tham khảo ưng cái nào thì các bác ủng hộ em cái đó, hoặc là tham khảo trên từng chi tiết của video trên YouTube của em, từng mã, từng số, và có giá cả cũng giống như là thương hiệu và model dòng đời và tình trạng. Thì trước tiên vào video thì em xin các bác cho em một nút đăng ký báo chuông ở bên tay phải của kênh YouTube, để khi mà có những sản phẩm phù hợp với các bác thì em sẽ đăng lên và nó sẽ báo để các bác biết và các bác ủng hộ em. Và một nút like ở bên tay trái để em có động lực để em ra video cũng giống như là bán hàng cơm rau dưa qua ngày. Và đặc biệt thì ngày hôm qua 30/4 em cũng cảm ơn tất cả mọi người trên mọi miền, và nhất là anh chị ở trên Lào Cai đã ủng hộ cho em lúc 5 bộ, và bác ở Hà Nội, và tất cả anh em đang liên quan tới xin số tài khoản và mua máy chiếu cũng giống như là các cái sản phẩm khác, thì xem được video cũng giống như là nay hết lễ thì ủng hộ em nhé. Em để xong video thì em sẽ đóng hàng trả cho các bác. Thì đi đến với cái sản phẩm số 1 là em giới thiệu với các bác là một bộ Victor. Trước màn hình điện thoại của em đây là model dòng đời là OX Q1 đây. Cái bộ này là các bác hay bảo với cái bộ hôm qua em bán đây là ba quay đây, thì cái bộ này là hai quay nha các bác. Đây, kích thước của nó bằng nhau nhưng mà là hai quay. Thì model dòng đời là OX Q1, cái kia là Y5, Y7, nó còn rất nhiều UXQ10, rất nhiều dòng đời của nó. Đây thì là mã số 1 và tình trạng là nguyên bụi, và trước đây là e căng, một cặp e căng của thương hiệu Victor. Và mặt trước thì về người mặt trước ấy, là nó có CD MD, và trên đầu là táp be và AUX nghe qua cổng điện thoại bằng hai đầu 3.5 là in, và cổng này là lấy tín hiệu qua các thiết bị khác là out, và đây là cổng phone tức là nghe tai phone. Còn con này là có các nút chức năng CD, MD, tap be và FM và lin, thì chung FM, AM và lin là chung ở đây. Thì tất cả những chức năng này nó sẽ khi cắm điện lên, bật nguồn lên thì nó sẽ hiển thị ở trên màn hình, và chúng ta cần nghe chức năng nào thì chúng ta phải chuyển chức năng thì mới được. Đấy, thì dòng loa hoai quay bát 10, màng carbon, viền cao su mềm nhũn và chất bằng giấy, và thùng máy đằng sau thì bọc đề can giống như gỗ, rất chắc chắn. Con này thì là nghe hay, chất âm rất là hay, ấm bày thì đẹp. Những ai đã chơi con này rồi thì dòng này rồi thì biết em rất thích nghe chất âm của cái dòng này, và có nhiều người ví dụ như bác ở trên thành phố Hồ Chí Minh mua một lúc là 2-3 bộ này luôn. Bởi vì đam mê về cái dòng nào và đam mê với chất âm nào thì thường thường là anh em sẽ mua cái dòng đó. Và cái nút này là cái nút chỉnh màu. Chỉnh màu hiển thị của màn hình chờ của cái màn hình này rất là nhiều màu, 8-9 màu gì đó. Và tình trạng thì là nguyên bụi, em đã test nghe CD chạy, MD không chạy, và tap be là băng chạy, và AUX còn FM thì full tần số là 108. Thùng vách thì như bên cạnh, như điện thoại của em đây, 20W một chiếc loa dòng 4 ohm đi đồng model.
đồng đồng đầu zin nguyên bụi Uwick Y1 cận cảnh này các bác. Năm mươi lăm watt AC 100. Đấy thì em bán mã số 1 này mới giá là 699k, tức là 700k. 700k thì các bác dinh về để vệ sinh lau chùi bọc quạch, cũng giống như là nghe và trưng bày và chúng ta ngâm cứu. 699k mã số 1. Mã số 3 là một bộ Sony M35 cũng nguyên bụi, chưa vệ sinh, chưa giặt giũ hay căng, chưa làm gì, chỉ test và thưởng thức chất âm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là em đưa lên. Thì tình trạng là em đã test là CD, là cửa CD đây, khi bấm ô về nó chả ra. MD là ở đây, khi bấm ô về nó sẽ ra và hiển thị hết lên màn hình và nút nguồn và các chức năng tab USB, rồi là cổng aux nghe bằng hai đầu 3.5. thì con này nó đặc biệt của nó là nó toàn là hàng tiếng Nhật không, nếu không vào vạch kỹ, không tìm được kỹ, không nghiên cứu sâu thì là sẽ không ấy được hết chức năng. Và dòng Sony bảo mật rất là cao, khi chúng ta bỏ CD vào đây mà không bật sang chức năng ví dụ CD này thì là sẽ không hát, và không bấm play là không hát. Đấy. Cho nên là nghe thì rất hay. Về ngoại hình của em, trước mặt điện thoại của em đây thì dòng Sony thì nghe cũng rất là hay, thêm về bass nhiều. Đấy. Mà màu trắng sữa thì nhưng mà cũng khó xài, và con này là cũng khó xài. Thì các bác nói phải cố thì biết chúng ta mới vọc bạch được, và chia sẻ những âm thanh ở trên kênh, cũng giống như là trên Zalo thì nó rất hay. Có những anh em thì rất ở xa thì cũng hay thường xuyên trao đổi về vấn đề này, thì rất là đam mê vào ngoại hình của em đây. Và tình trạng thì em đã test là CD chạy bình thường, không kén đĩa, MD chạy ok và AUX cũng chạy ok. Còn tab DA thì là em không có test, về dòng này nó chưa có tìm hết được cái chức năng của nó, cho nên là em chưa có test. Và USB thì em cũng chưa có test. Và qua tình trạng thì ngoại hình thì do vận chuyển, một cái đầu này nó bị hơi nứt chỗ này, hơi nứt chỗ này, và cái loa này hơi nứt ở sau để em cầm máy cho các bác xem. Đấy, và em thanh lý con này mới giá là 700.000 đồng, chạy full chức năng. Thì các bác không tin về ngoại hình thì lấy em Sony này về là ok, chỉ có 700.000 đồng là một full chức năng. Đây là cận cảnh về góc loa là 40W một cặp, dòng 8 ohm của M35 đi đồng. Còn đầu là 45W điện AC 100. Cận cảnh. Đây chiếc loa bên này. Đấy. Một bộ Sony có 700.000 đồng. 700.000 đồng là các bác. Đấy, không ai không tin về ngoại hình thì đem về vọc mạch và lau chùi để chúng ta nghe và thưởng thức về chất âm. Mã số 4 là một con Sony. Cột dòng này phải nói là về chất âm thì là về đỉnh điểm của dòng Sony Mini, phiên bản lớn của Mini, model dòng đời. Con này ai đã từng dùng rồi, có rất nhiều anh em đi sưu tầm con này, và chất âm của nó thì đỉnh điểm tuyệt đối, rất là hay. Đấy, thì ngoại hình thì về là loa giống như là đầu khá đẹp và nguyên bụi, chưa vệ sinh. Và tình trạng thì em đã test dây của loa là bị đứt. Con này thì em bận em không xử lý, con này lúc trước em xử lý rất rẻ, chỉ cần tháo ra là, bởi vì nó có hai ngăn, một ngăn CD một ngăn MD, và mắt của nó không bao giờ chết. Đấy, chỉ có thay dây của loa và lấy cái bông lau cái bụi đi là xong, tháo cái nắp trên này ra là xong. Đấy, thì em hay vọc vạch lắm, kể cả cái bụi này vẫn đang còn. Nhưng mà đợt này em cũng hơi bận, cho nên là em sẽ bán theo tình trạng, và giá của tình trạng cũng giống như là giá nguyên bụi. Đấy. Thì tiền nào vậy đó, để cho các bác về, các bác vừa nghiên cứu này, vọc vạch này, vệ sinh này, am hiểu này, rồi chơi nó là trưng bày. Thì model dòng đời là MD33. Con này là tình trạng CD không chạy, MD không chạy, và em bán với giá 1.300.000 đồng.
đầy đủ các công năng và đường sau. Hậu rất đẹp. MD33 dòng 6 ôm, 100W một cặp loa. Thì các bác đây có optical, con này optical giải mã không cần mồi. Cổng loa. Con này là thuộc về dùng là mini, nhưng mà thuộc về dòng là mini trung. Nó còn thêm một thớt mấy, một thớt táp nữa. Thường thường một em lâu lâu nó cũng về. Đấy, giá vệ sinh sạch sẽ cũng giống như là lau chùi, chỉ cần bỏ một công một chút xíu ra không hề rẻ đối với con này. Chất âm tuyệt đối rất đỉnh. Ai đã từng chơi rồi cho em xin một cần men về con này. MD33 nghe 27 đẹp. 1.300.000 đồng cho mã số 4. Các bác yêu mến thì các bác cứ dinh em nó về và ủng hộ em theo số điện thoại 0348020931. Mã số 2 là một bộ Onkyo đời cao, có một đôi loa phiên bản sơn BU là SX9A và đầu cũng là SX9A, và bát thì là bát 12 viền carbon, màng carbon viền cao su mềm nhũn, chóp lưu đạn chép giòn nặng gấu. Và tình trạng thì là nguyên bụi, chưa vệ sinh. Em đã test tín loa thì qua vận chuyển thì hàng là nội địa nên là có hơi chảy xước về ngoại hình. Trước mặt điện thoại của em đây, các bác xem TV nó sẽ thể hiện là hết, bởi vì TV nó phóng to và cận cảnh về tuyến đầu. Nhưng mà vệ sinh thì có rất nhiều, về cách vệ sinh rất chi là đẹp, và tuyến sau rất chi là đẹp. Nguyên bản dòng 4 ohm 70W, con này nặng gấu to. Cho chất âm hay, optical giải mã đầy đủ. Thông số kỹ thuật của con này là 55W, điện AC100 và sản xuất Japan. 4 đến 16 ohm. Thì đây là em bán với giá là 1.900.000 đồng. Mã số 5 là một bộ của Onkyo là V5, đi đồng model của đầu và loa. Loa thì nặng gấu và hậu sâu và nhìn rất là hầm hố, cũng thuộc vào dòng lớn của Onkyo, cao to đẹp trai. Trước màn hình điện thoại của em đây là cận cảnh về ngoại hình của đầu và loa, và tình trạng thì nguyên zin nguyên bụi và bị mục viền, bởi vì cái viền này là viền cao su rất là cứng, nó không mềm. Đương nhiên là để thì vẫn nghe được, nhưng mà cái này nó sẽ bị cứng và bị mục, thì em cứ tính cho nó là bị mục. Còn thay thì viền thì rất rẻ. Anh em mà ở gần những cái ông anh nào mà làm bên ngành điện tử mà chuyên nghiệp về cái ngành này thì thay họ lấy có 60.000, rất chi là rẻ. Nhưng mà mình bỏ công ra để mình tháo, cũng giống như là mình vọc vạch để mình tìm hiểu thêm và mình biết, thì em bán theo tình trạng là như thế này. Thì các bác anh em cứ yêu mến thì liên hệ cho em. Còn cái con này thì không phải mô tả nữa rồi. Dòng V5 của Onkyo thì không phải mô tả nữa rồi. Đầy đủ chức năng rồi, để chúng ta sử dụng ở trên máy, không cần phải khiển, cũng không cần phải cái gì cả, bắt chắc đầy đủ. Nó như một con âm ly thực thụ. Nếu một con âm ly thực thụ, âm ly rời, để kéo được những cái bộ loa cũng giống như là nghe được những cái loa mà dòng loa cổ, cũng giống như là loa nghe nhạc. Và chính nó đi chính cái bản thân của nó, thì đôi loa này rất chi hậu, rất chi là sâu. Sâu lắm các bạn. Và đây là ngoại hình về loa 70W dòng 6 ohm. Đúng mô đen. Đây. Còn V5 đây. Dòng V5 thì đầy đủ công năng. Japan 52W. Các cổng ăn chơi AV như Lin 1, Lin 2. Tap in, tap out. Optical in. Rồi nhiều cổng khác. Anten AM và FM. Đấy. Và rồ FM ở trên máy luôn con này. Không cần phải khiển, không cần phải khiển zin, cũng không cần phải khiển học.
Và ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác là một bộ audio của đời cao, là mã số 6. Model dòng đời là FRN7XF, là bát màng carbon sợi thủy tinh lõm và chết thì mũi tên mặt phay nhôm trắng trước màn hình điện thoại của em đây. Đấy, mã số 6 là đây. Đấy. Thì tình trạng là em đã test quần nguyên zin nguyên bụi, nói không với lại tô vít, và tình trạng là em đã test CD là chạy bình thường, MD là chạy ok, USB chạy ok, và AUX là hát qua các cổng như AUX, LIN, rồi là cổng AV đằng sau, TAP, IN là vẫn hát bình thường. Đó, và cận cảnh là ngoại hình và tín loa. Em nguyên bụi, con này chỉ cần lau sơn đi là rất đẹp, bởi vì bản thân của cái loa của nó đã phun sơn, nó đã bọc đề can rất chuẩn rồi. Qua vận chuyển thì có bị một hai chấm ở bên hông như thế này. Đấy. Và đây đang còn nguyên những cái vớt vết băng keo và thùng xốp dán vào để vận chuyển từ bên kia về. Và ngoại hình của tuyến loa và tuyến đầu. Mặt sau đi chung model. Có USB là dòng đời gần như là cao, thiếu sau cái dòng của Bluetooth thôi. Sau cái lòng của, đúng rồi, Bluetooth ở trong máy, con Bluetooth rời thì không chơi. Đấy, và cận cảnh là như thế. Đấy, đầy đủ công năng. Thì về ngoại hình con này không đẹp bằng cái con trước em bán 2,7 triệu. Thì về ngoại hình của con này nó thua con trước một chút xíu. Đấy, thì là em bán 2,6 triệu. Còn công năng thì như con trước, chạy đầy đủ full chức năng. 2,6 triệu đồng một bộ dàn rất chi là đẹp để cho anh em chúng ta, các bác về trưng bày. Và loa của nó thì màng nó trắng nhưng mà nó khác cái đôi loa của em trên kia. Và đôi loa của em trên kia là của ông anh, ông mua rồi nhưng mà ông đang gửi, thì em để em mượn tạm, em trưng tạm thôi, lau chùi em trưng tạm. 2,6 triệu cho mã số 5. Các bác yêu quý về dòng này cũng giống như yêu quý thì là ủng hộ em theo số điện thoại 0348020931. Và mã số 7 là một bộ xếp dàn lớn của ngang tận đến 62 của dòng mini. Con này nghe được tất cả các dòng nhạc, đặc biệt là có một đôi loa cực kỳ gấu mà nhìn rất chi là thích. Vền của nó thì bền, chép rất chi là đẹp. Lỗ thông hơi trước cao, to đối với dòng mini như thế này là quá quá lớn rồi. Và cận cảnh màn hình điện thoại của em đây là em đã test và đã thẩm âm, cũng giống như là đã nghe và chiêm ngưỡng. Thì còn nguyên zin nguyên bụi, nói không với lại ốc vít, nói không với lại dao kéo. Thì tình trạng là CD chạy, MD không chạy, AUX là hát rất hay, và FM là 108. Và em bán con này là 1,100,000 đồng. Bác nào yêu quý con này thì cọc cho em sẽ bao ship. Bao ship trừ, em không bao ship ngoài đảo ra được, bởi vì ngoài đảo ra rất là mắc. Đấy, thì các bác thương lượng cùng em. Đây, dòng 4 ôm 40W một chiếc, sản xuất Malaysia, và jet là 200T, bass 12. Đây, con này màn hình đứng cái đĩa của nó lộn lên rất là đẹp. Đấy, và chức hình màn hình điện thoại của em đây là mã số 7. Tuyến đầu đẹp, tuyến loa đẹp, vệ sinh lên hết thuốc. Đấy, và dàn lớn ngang tới 62, 1,100,000 đồng. Đã, video ngày hôm nay thì ngày hôm nay chút xíu nữa em sẽ đóng hàng, em giả cho các bác. Thì em có lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sản phẩm mini, trong đấy có 3 Onkyo và 2 Sony, 1 Victo và 1 Sharp của trong cái buổi live ngày hôm nay. Thì em mong các bác ủng hộ, và về cả mặt, về tinh thần, về kênh cũng giống như là mua hàng. Thì khắp đấy các bác cảm thấy là phù hợp với cái nào thì các bác sẽ ủng hộ em cái đó. Và đi đến cái sản phẩm nữa là em đang còn một đôi loa Sony đấy, Technic đấy. Thì các bác yêu mến cái nào thì các bác ủng hộ em. Và đây là một đôi loa Pioneer đấy, giới thiệu về sản phẩm. Còn đây là cái máy chiếu em sáng em đang chiếu đây, do em bật điện lên để em quay cho nên là hắn hơi mờ. Còn máy chiếu này thì thực tế ra thì rất nhiều công năng, to hết, đại hết ra bằng cái tivi 100 inch, còn nhỏ đi lại thì
nó bằng cái tivi 38-40 inch. Đấy. Và hiện tại là em đang xem bằng CD. Còn các cổng ăn chơi khác nhưng mà phải có thiết bị đi qua nữa thì vi được rất nhiều cổng ăn chơi, nhưng mà phải có thiết bị gắn giống như kiểu là truyền hình cáp, cái đó em không rành nhiều. Thì các bác lấy về để sử dụng vào công việc cho mình và xem, cũng giống như là bán hàng rồi làm việc văn phòng rồi là giảng dạy hay bất kỳ một cái gì. Đấy, còn là giá của nó thì chỉ có 2.900.000 đồng. Các bác cứ tham khảo về cái dòng của thằng Epson, là model dòng đời của nó là thằng TY3F EABM TYD3, được sản xuất từ năm 2006 tại Tokyo, Nhật Bản. Và giá khởi điểm của lúc cái dàn này để dùng cho những văn phòng thì là lên tới 1.350 USD, tương đương gần 30 triệu đồng, và đến bây giờ vẫn lưu giữ và vẫn bền đến ngày hôm nay. Đấy, so với những cái hàng mới nhỏ gọn thì các bác nghiên cứu cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ em. Thứ ba là em còn cái đôi loa cây của Sansui đang ở đây, nhưng mà tình trạng là hai cái vền của cái loa này đang bị mục, em chưa có thời gian để đi Tân Trang, và em sẽ đi Tân Trang. Và em tân trang lại thì thứ nhất là để trưng bày vào cái chỗ cái khu của em hiện tại, đây là khu tự kỷ của em đây. Và thứ hai nữa là bác nào yêu quý thì em sẽ bán. Rồi những cái sản phẩm này thì em sẽ đi Tân Trang. Còn đây là một đôi Pioneer của em mà em có giới thiệu với các bác là hát bình thường mà ok, và đồng loa cũ mà bị hư một cái chép viền của chết ấy. Thì đây là cách đây hai ngày em đã đi gửi lên thành phố Hồ Chí Minh cho ông anh thợ, ông làm lại cái viền giấy, màng giấy tẩm dầu xếp là như thế này, cận cảnh đây. Đấy, cái này dầu nó đang còn hơi mới cho nên là nó đen. Đấy. Đây là bát. Đấy, đã xong, đã coi như là hoàn thiện, là tạm ổn. Và em đang ghép hiện tại với cái ba cái thớt của em, là hai cái thớt này là vừa về ngày hôm qua, hàng đấu mạng, tức là một thớt Pioneer 7600, tức là thớt tuner. Em đang nghe về app em đây, đây em đang nghe từ sáng tới bây giờ. Người dân nên hạn chế chiếc bên này cũng như vậy. Và e căng đang ở đây. Chủ thể nào cho vay ghi rõ quy định. Con này là hàng đấu mạng có hai thớt, và son này, thớt này thớt âm ly, và thớt này là thớt tuner. Phun tần số là 97, và em đang nghe ở như tần số 87.9 là của thành phố Hồ Chí Minh. Nghe thời sự cũng giống như là cái kênh phát sóng từ từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Còn đây là cái thằng táp. Táp là băng. Đấy, và ba cái là ba view. Và thằng táp này là cái thằng này là hàng bãi. Hàng bãi ở em nó về thì là CT405 cùng của Pioneer, size 42 đều. Và hai con này là 7600. Là hàng mạng cho nên là rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh và mặt rất là sáng. Đều size 42 cả, ba cái đều có view có vú cả. Đầy đẹp. Và em đang ghép với con Pioneer của em là CS51D, em đã cho làm lại viền. Cơ bản là rất chi là đẹp, rất chi là giống, gần như mới. Đấy. Và thùng tuyến loa thì cũng khá ổn. Đấy. Thì đây là em giới thiệu sơ qua, và hôm qua thì hàng mạng về, thì đồng thời là em cũng lấy một cái đồng hồ. Đấy, đồng hồ của Quaijin Japan này là trung lắc. Đấy. Để trưng bày cũng giống như là bác nào đến chơi tham quan chỗ đam mê về audio cũng giống như là về âm thanh thì yêu quý thì em lại gã, xong em lại lấy cái khác. Đó là cái việc của mình, là buôn bán thì là như thế. Và cuối video thì em giới thiệu sơ qua với những sản phẩm mới, và em sẽ review kỹ hơn vào những video tới về cái sản phẩm này để em bán. Đó, thì tạm thời là cái ngăn phòng tự kỷ cũng giống như là cái khu bán hàng của em, cũng giống như là cơm rau dưa qua ngày là ở đây đây. Đấy, thì em cuối video em xin cảm ơn tất cả mọi người, và chúc tất cả mọi người có ngày lễ là vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Và em xin kết thúc video. Thì các bác coi được video thì cho em xin một nút đăng ký và một like để em có động lực để em ra những video nó nhiều sản phẩm hơn, và đồng thời nữa là nó phù hợp hơn.
để làm sao mà anh em chúng ta dễ nghe, dễ xem, dễ hiểu và cố gắng làm sao mà cho nó bớt rung nhất và để cái sản phẩm nó tối ưu nhất. Em xin cảm ơn.